Ngày 24 tháng 8, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lương Sơn và tặng quà các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. Tại Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Lương Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao cho huyện Lương Sơn 1 tỷ đồng, 20 tấn gạo và 25.000 chiếc khẩu trang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm, đồng lòng phòng chống dịch của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn. Trải qua một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Chính phủ, người dân trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nhờ đó, trên địa bàn huyện vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lương Sơn cần phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong thời gian giãn cách xã hội đến ngày 10 tháng 9. Đối với hàng hóa được hỗ trợ cần khẩn trương trao cho các hộ gia đình gặp khó khăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và tặng quà các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Lương Sơn. Đồng chí nhấn mạnh, huyện Lương Sơn là địa bàn tiếp giáp với vùng dịch Hà Nội. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người lưu thông qua các chốt là yếu tố quan trọng để ngăn chặn dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ chiến sĩ tại các chốt, đồng thời động viên yêu cầu các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bởi cuộc chiến với dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để chốt chặn người, phương tiện qua lại, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.